Long tộc trong thần thoại của Trung Quốc đã được mang vào DC Comics, tuy nhiên vẫn rất phế. Thì ai là fan của truyện thần thoại Trung Quốc đều biết đến Long tộc đúng không? Là tộc rồng. Thì trong tất cả những truyện thần thoại thì Long tộc luôn luôn rất phế, gần như là làm nền, và trong DC Comics cũng không ngoại lệ. Thì ở trong một cái video trước mình đã có nói là vũ trụ DC Comics họ đã mang thế giới Tây Du Ký vào trong DC Comics rồi, và cái thế giới Tây Du Ký này bám rất sát nguyên tác nha mấy bạn. Thì cái thế giới Tây Du Ký này được mang vào một bộ truyện tên là Monkey Prince. Thì cái chàng trai Monkey Prince này là con của Tôn Ngộ Không, nhưng mà chàng trai này không bao giờ chấp nhận cái sự thật đó hết, và cái cậu này là đệ tử của Trư Bất Giới. Trư Bất Giới là người hướng dẫn cậu sử dụng siêu năng lực. Lúc mà mới có siêu năng lực thì Monkey Prince đã có một trận combat với là Batman và Robin. Nói chung là cái tính cách bố láo không khác gì Tôn Ngộ Không luôn. Và mọi chuyện rắc rối khi bắt đầu có một ác nhân tên là Chim Cánh Cụt là phản diện trong chuyện Batman á. Thì cái ông Chim Cánh Cụt này bằng một cách nào đó ổng đã có được cái bình hồ lô, cái bình hồ lô của Ngân Giáp và Kim Giáp Đại Dương mấy bạn. Chính xác là cái bình hồ lô đó luôn, chứ không phải là giống nha, nó là cái bình hồ lô đó luôn. Và từ cái bình hồ lô đó ông đã triệu hồi ra Kim Giáp và Ngân Giáp Đại Dương. Và trong cái lúc đó thì ở dưới biển Atlantic, ngoại trừ Aquaman ra thì còn có Long tộc nữa mấy bạn. Thì Long tộc trong cái chuyện này được miêu tả giống như là mấy ông già cùi bắp vậy, nói chung là rất là đù đù. Thì cái phản diện của Aquaman á là cái tộc quái vật The Tren. Thì cái tộc quái vật The Tren này á một lần nữa xâm chiếm cái biển Atlantis, và Long tộc đã biến hình hiện thành bản thể nguyên con rồng để cùng Aquaman chống lại cái tộc The Tren này. Trong cái lúc sơ hở thì Kim Giác Đại Dương và Ngân Giác Đại Dương đã gọi là ngư ông đắc lợi. Ngân Giác Đại Dương nhập thẳng vào du của tộc The Tren này và nói chung là gây khó khăn cho cái phe Aquaman với lại Long tộc. Thì cuối cùng cái người dọn dẹp cái việc đó là Monkey Prince, và Long tộc trong cái câu chuyện này á gần như là để bay qua bay lại làm nền ha, hoàn toàn rất là phế luôn. Mình không hiểu là tại sao nha, người ta luôn hay tôn thờ là con rồng là thần thánh, là linh thú là thần thú vân vân, nhưng mà trong bất kỳ cái vũ trụ truyện tranh hay là phim ảnh nào thì con rồng cũng luôn là làm nền, rất là phế luôn, có quá bất công không?